Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay thứ Sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2024, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị và các bạn, năm nay Tết cổ truyền Chol Chanam Thomai của đồng bào dân tộc Khmer sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 16 tháng 4 dương lịch, nhằm ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng 3 âm lịch. Nhân dịp Tết Chol Chanam Thomai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng đến đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer. Với hơn 1,3 triệu người, đồng bào Khmer là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2024 là năm tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ tư, sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng để tổng kết đánh giá về công tác dân tộc và việc thực hiện chính sách dân tộc định kỳ 10 năm, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, cũng như những đóng góp của đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo động lực phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có vùng đồng bào dân tộc Khmer, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội và sự phát triển bền vững đất nước. Với ý nghĩa đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng rằng Tết Chol Chanam Thomai 2024 sẽ mang đến niềm tin và hy vọng, tạo không khí phấn khởi và động lực mới. Tin tưởng rằng đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer sẽ tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết và những giá trị tốt đẹp, ý chí tự lực, tự cường, đề cao phẩm giá, trí tuệ và khai mở sức sáng tạo của mỗi cá nhân, để chung sức đồng lòng cùng đồng bào các dân tộc xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Qua đó đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện cho đồng bào dân tộc Khmer đón Tết Chol Chanam Thomai 2024 đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Văn Hiện làm trưởng đoàn đến thăm chúc Tết cổ truyền Chol Chanam Thomai tại chùa Cao Dân ở ấp 7 xã Tân Lộc và chùa Đầu Nai ở ấp 1 xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình. Tại các nơi đến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Văn Hiện thông tin đến bà con chương trình dự án phát triển kinh tế trong đồng bào dân tộc, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số đến mức thấp nhất. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã và đang khắc phục những khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai hạn hán, trong đó tập trung những khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đồng chí Trần Văn Hiện cũng mong muốn bà con Khmer đang sinh sống tại đây luôn luôn đoàn kết, gắn bó, tập trung lao động sản xuất, cùng với chính quyền địa phương chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chanam Thomai, đồng chí Trần Văn Hiện gửi lời chúc mừng đến các vị chư tăng, chức sắc và bà con Khmer có những ngày Tết đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc. Dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh gửi tặng Ban Quản trị chùa Cao Dân và chùa Đầu Nai phần quà cùng nhiều xuất quà của các sở, ban ngành địa phương gửi tặng thay lời chúc mừng Tết Chol Chanam Thomai 2024. Cũng trong sáng nay, đoàn công tác Ban Dân tộc tỉnh đến thăm chúc mừng Tết cổ truyền Chol Chanam Thomai thầy và trò trường Trung học phổ thông Danh Thị Tươi, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời. Đại diện đoàn gửi lời chúc giáo viên, học sinh là người dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm. Những năm qua, trường Trung học phổ thông Danh Thị Tươi đã nỗ lực phấn đấu trong dạy và học, tạo thuận lợi cho con em người dân tộc Khmer có điều kiện học tập, nâng cao kiến thức. Chiều nay, trưởng ban dân tộc tỉnh Trần Quang Nhỏ đến thăm chúc Tết Chol Chanam Thomai viên chức lao động người dân tộc Khmer đang công tác tại Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau, trao tặng lãng hoa và phần quà chúc mừng của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến đồng bào dân tộc trong tỉnh. Dịp này, Ban Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau cũng trao tặng phần quà chúc Tết viên chức lao động người dân tộc Khmer. Cùng thời gian này, Ban Dân tộc tỉnh đến thăm chúc Tết Chol Chanam Thomai tại trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh. Trong năm học 2023-2024, nhà trường có 253 học sinh và 11 giáo viên nhân viên dân tộc Khmer. Ban Dân tộc tỉnh cũng trao tặng lãng hoa của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đến nhà trường và trao 234 xuất quà cho giáo viên học sinh là người dân tộc Khmer. Thăm chúc Tết Chol Chanam Thomai đồng bào dân tộc Khmer tại xã Hàm Rồng vào hôm qua,
Bí thư huyện ủy Nam Căn Lượng Trọng Quyền thăm hỏi tình hình đời sống, sản xuất, gửi tặng những phần quà cùng lời chúc Tết cho anh Nam Thơ Mây vui tươi hạnh phúc. Bí thư huyện ủy Nam Căn mong muốn trong thời gian tới, bà con tiếp tục thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nỗ lực tăng gia sản xuất, góp phần cùng chính quyền tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hiển cũng đến thăm tặng quà chúc mừng Tết cho Nam Thơ Mây, đồng bào dân tộc Khmer tại ấp Cái Mòi, xã Đất Mũi vào sáng nay. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hiển ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết của đồng bào dân tộc Khmer đã chung tay cùng với địa phương thực hiện tốt các chương trình phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh đó, kêu gọi bà con dân tộc Khmer trên địa bàn tiếp tục giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, phát triển kinh tế. Dịp này, đoàn đến thăm hai hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp Cái Mòi, gửi tặng mỗi hộ gia đình một phần quà trị giá 1 triệu đồng và trao 20 suất quà cho hộ đồng bào dân tộc Khmer. Tết Chon Cha Nam Thơ Mây là lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào dân tộc Khmer với nhiều nghi lễ truyền thống. Bà con đồng bào Khmer chuẩn bị đón Tết với tâm thế vui tươi phấn khởi. Chùa là nơi thể hiện rõ nhất không khí chuẩn bị đón Tết Chon Cha Nam Thơ Mây của đồng bào dân tộc Khmer. Bởi đây là trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của cộng đồng. Diện mạo của ngôi chùa được trang hoàng lộng lẫy, cờ phướng, hoa đèn để chào đón năm mới. Năm nay năm 2024 thì kinh tế phát triển của người dân cũng rất là tốt. Cho nên là năm nay ăn Tết của người dân tộc Khmer, tôi là người dân thôi, Phật tử trong chùa Moni Quang Sa. Cho nên là đón Tết năm mới của người dân tộc tôi rất là phấn khởi, rất là vui. Cho nên là anh em các phường, không phải là phường 1 không, giống như mấy anh cũng từ phường 7, phường 2 qua tiếp chung tay góp sức để làm cái đắp núi cát để chuẩn bị mà Tết cổ truyền người dân tộc Khmer. Nói chung là năm nay cũng dân cũng bận ăn cũng đỡ, cũng nhẹ nhõm, thoải mái. Năm ngoái mà thất bại rồi bị dịch đó, không có làm ăn được, rồi không có đi đâu gì đâu được dân luôn. Coi như ở nhà luôn, mừng Tết luôn, ăn Tết luôn. Năm nay có thể tiến bộ sung vui vẻ hơn. Tết Chon Cha Nam Thơ Mây của đồng bào dân tộc Khmer diễn ra với nhiều nghi lễ truyền thống. Thời khắc đón thần Tevedra năm mới vào lúc 22 giờ 24 phút ngày 13 tháng 4. Trong các ngày còn lại có nhiều hoạt động diễn ra ở chùa như đắp núi cát, tắm Phật và cầu siêu cho ông bà, tổ tiên và các hoạt động văn hóa, văn nghệ gắn kết cộng đồng. Thì trong thời gian qua thì đối với đồng bào dân tộc cũng như các vị sư cũng luôn được sự quan tâm của Đảng, nhà nước, có những cái chính sách để ưu đãi giúp cho bà con luôn luôn sao thế nào đó luôn luôn được có cái sự cuộc sống ổn định. Đặc biệt là những cái chương trình dự án quốc gia trong thời gian qua và cũng mang lại những hiệu quả thiết thực trong cái đời sống đồng bào dân tộc trong tỉnh Cà Mau chúng ta. Tết cổ truyền cũng là cái niềm vui chung của các vị sư cũng như bà con dân bào dân tộc. Thì những ngày này cũng được sự quan tâm của Đảng nhà nước, thăm viếng các cái chùa, thăm chúc Tết đến các vị sư đồng bào dân tộc. Đây là cái sự chính sách chiếu cố của Đảng nhà nước luôn luôn thực hiện để chúc và động viên, là cũng là nguồn động viên rất lớn để cho các vị sư cũng như đồng bào dân tộc Khmer luôn luôn còn được phát triển. Cà Mau hiện có hơn 11.700 hộ gia đình dân tộc Khmer. Những năm qua, nhờ sự nỗ lực vươn lên cùng các dự án hỗ trợ sản xuất, chăm lo y tế, giáo dục, hạ tầng giao thông của nhà nước, đời sống đồng bào dân tộc Khmer, diện mạo của vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống ngày càng khởi sắc. Toàn tỉnh hiện chỉ còn 713 hộ dân tộc Khmer nghèo. Kết cấu hạ tầng ở vùng đồng bào dân tộc Khmer từng bước được đầu tư hoàn thiện. Khối đại đoàn kết giữa các dân tộc không ngừng được củng cố, tăng cường. Trong hai ngày 13 và 14 tháng 4, tại khu du lịch Mũi Cà Mau, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển sẽ diễn ra lễ tri ân quốc tổ. Đây là sự kiện nằm trong chương trình sự kiện Cà Mau điểm đến năm 2024. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, đảm bảo cho sự kiện diễn ra thành công, ý nghĩa. Lễ tri ân quốc tổ là sự kiện quy mô cấp tỉnh được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa của dân tộc,
tưởng nhớ tri ân công đức của các bậc tiền nhân và làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của người dân Cà Mau. Phần lễ được chuẩn bị chu đáo với những nghi thức truyền thống. Năm nay, phần hội sẽ được mở rộng quy mô để thu hút du khách, kích cầu du lịch. Tạo cái sự thu hút của người dân thì đây là mục tiêu để hướng đến làm sao đó mà được là nhiều tầng lớp nhân dân cũng như du khách quan tâm đến để đó là chiêm bái rồi dâng lễ vật, tạo nên là cái không khí của ngày lễ hội văn minh, tiến bộ và đó đặc biệt đó là mình để lại những cái dấu ấn, những cái đặc biệt về cái văn hóa mà của vùng đất địa đầu cực nam của Tổ quốc. Dự kiến lễ tri ân Quốc Tổ năm nay sẽ đón khoảng 10.000 lượt khách. Để chuẩn bị cho sự kiện, những ngày qua, Quyền Ngọc Hiển tăng cường chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường nhằm tạo ấn tượng trong lòng du khách, tạo không gian để người dân thực hành tín ngưỡng. Tổ chức từ ngày 11 tới ngày 14, chính thức là dân hương là ngày 14. Thì tất cả các cái bước cũng đã được phối hợp triển khai rất là nhịp nhàng. Đến thời điểm này thì hầu hết các cái công tác chuẩn bị cũng đã đi vào nền nếp. Công tác chuẩn bị cho lễ tri ân Quốc Tổ đã hoàn tất, đảm bảo diễn ra an toàn, văn minh, giàu bản sắc văn hóa, nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của lễ hội truyền thống, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất mũi với những sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh đặc sắc và một Cà Mau hiền hòa mến khách trong lòng du khách. Phần lễ trong lễ tri ân Quốc Tổ sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 14 tháng 4 tại đền thờ Lạc Long Quân, khu du lịch mũi Cà Mau. Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau sẽ thực hiện live stream nghi thức lễ. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, YouTube của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Khởi động cho chuỗi hoạt động sự kiện lễ tri ân Quốc Tổ Lạc Long Quân và kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Hiển phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức khai mạc hội thao cơ sở. Tham gia hội thao có 9 đơn vị với hơn 250 vận động viên đến từ các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang, các xã thị trấn và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Ngọc Hiển. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 5 nội dung thi đấu gồm bóng đá 5 người, cầu lông, nhảy bao bố, ném bóng vào xô, rết bò xa lộ. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu ở bộ môn bóng đá, cầu lông. Các bộ môn còn lại sẽ tranh tài vào ngày 14 tháng 4 tại sân đền thờ Lạc Long Quân, khu du lịch mũi Cà Mau. Sáng nay tại xã Hiệp Tùng, Ủy ban Nhân dân huyện Nam Căn tổ chức họp mặt kỷ niệm 64 năm ngày chiến thắng Bến Dựa. Trận đánh Bến Dựa diễn ra cách đây 64 năm vào ngày 25 tháng 3 năm 1960 nhằm ngày 28 tháng 2 âm lịch. Đây là trận đánh bằng vũ trang đầu tiên giành thắng lợi của các chiến sĩ tiểu đoàn Ngô Văn Sở, góp phần bẻ gãy chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ Ngụy. Chiến thắng Bến Dựa đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào nổi dậy của quần chúng cả trong và ngoài tỉnh, cho thấy sự trưởng thành nhanh chóng về mọi mặt của lực lượng vũ trang Cà Mau lúc bấy giờ. Buổi họp mặt thể hiện lòng tri ân của thế hệ hôm nay đối với các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng trung dũng, kiên cường cho thế hệ trẻ hôm nay. Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân, trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động trong quý 1 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Tính đến hết quý 1, tổng nguồn vốn tín dụng của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đạt trên 4.200 tỷ đồng, tăng hơn 66 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh số cho vay lũy kế từ đầu năm đạt hơn 231 tỷ đồng, với hơn 7.400 lượt vay vốn. Tổng dư nợ đến 31 tháng 3 năm 2024 là 4.192 tỷ đồng, tăng 62 tỷ đồng so với năm 2023. Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 250 tỷ đồng, giảm so với đầu năm 1,1 tỷ đồng. Quý 2 năm 2024, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh phấn đấu đạt chỉ tiêu thu nợ gốc đến hạn từ 96% trở lên, tỷ lệ thu lãi đạt từ 98% trở lên, chất lượng hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn đạt từ 90 điểm trở lên.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân, trưởng ban đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, đề nghị các đơn vị địa phương đẩy nhanh tiến độ thu nợ quá hạn, xác định nguyên nhân chấn chỉnh việc lưu trữ hồ sơ vay vốn chưa đạt hiệu quả trong thời gian qua, đồng thời vận động người dân tham gia vào các chương trình mục tiêu, phát huy tối đa nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra giám sát, đánh giá từng tổ tín dụng, từng ban đại diện, nơi nào yếu thì phải củng cố kiện toàn để công tác tín dụng chính sách thời gian tới đạt kết quả cao. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời rà soát đề xuất ngay việc khen thưởng tuyên dương các tổ chức cá nhân có thành tích trong công tác chữa cháy, hỗ trợ hậu cần, phục vụ chữa cháy. Công an tỉnh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xác định đối tượng vi phạm nếu có, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đây là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh sau vụ cháy cây tràm trồng tại đội quản lý đất quốc phòng, cục hậu cần quân khu 9, nông trường 402 cũ, thuộc xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời. Đối với việc tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị cục hậu cần quân khu 9 chỉ đạo đội quản lý đất quốc phòng nông trường 402 tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, bố trí lực lượng, phương tiện có phương án phòng cháy chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ để quản lý tốt diện tích cây tràm trồng còn lại, không để xảy ra cháy. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ rừng, địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm phương án phòng cháy chữa cháy rừng đã được phê duyệt, trong đó nêu cao tinh thần cảnh giác, tăng cường tuần tra canh gác, đảm bảo lực lượng, phương tiện, dụng cụ chữa cháy để xử lý các tình huống phát sinh ngay từ đầu nếu có. Đặc biệt, vườn quốc gia U Minh Hạ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp U Minh Hạ, tăng cường kiểm tra kiểm soát, không để người dân vào rừng trong cao điểm mùa khô, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tuyệt đối không để xảy ra cháy rừng, tổ chức ứng trực 100% lực lượng. Công an tỉnh chỉ đạo đơn vị trực thuộc có liên quan phối hợp với chi cục kiểm lâm tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy của các chủ rừng, nhất là các doanh nghiệp trồng rừng tại khu vực U Minh Hạ, kịp thời chấn chỉnh các hạn chế thiếu sót và xử lý vi phạm trong công tác phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn rà soát xác định các khu vực có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng, qua đó chủ động bố trí, điều tiết lực lượng, phương tiện, cơ động để phối hợp, hỗ trợ các chủ rừng xử lý các tình huống phát sinh. Do nắng nóng kéo dài, trong tổng số hơn 31.666 ha rừng ở huyện U Minh đã khô hạn, thì có trên 23.000 ha rừng dự báo cháy cấp 4, cấp 5, cấp nguy hiểm và cấp cực kỳ nguy hiểm. Trước tình hình nắng nóng còn kéo dài, huyện U Minh đã thành lập 51 tổ đội phòng cháy chữa cháy, 12 tổ hậu cần, 47 tổ xung kích tuần tra bảo vệ rừng với hơn 700 thành viên. Bên cạnh đó còn có thể huy động 1.570 người cùng các trang thiết bị và phương tiện sẵn sàng ứng phó khi có cháy xảy ra. Nắng hạn kéo dài, nhiệt độ tăng cao cũng gây ảnh hưởng đến sản xuất. Môi trường nước trong vuông không ổn định đã khiến tôm nuôi trên địa bàn huyện Thới Bình chết hàng loạt. Anh Nguyễn Chí Hiển ở ấp Kinh Sáu, xã Tân Bằng mới vừa cải tạo ruộng lúa để thả vụ tôm sú khoảng một tháng thì tôm chết. Anh cho biết, năm nay nắng nóng kéo dài và gay gắt hơn những năm trước làm cho nhiệt độ tăng cao. Không những tôm nuôi chậm lớn mà còn chết hàng loạt, thiệt hại hơn 90%, coi như thất trắng. Mới tháng này quá trời nắng, cao nắng quá nóng, tôm dưới nó chịu không nổi, chết đồng loạt như y như vậy luôn. Tôm nào mà người ta thả trước thì nó cũng còn đã đỡ được, ta cũng bắt được vài ký, đã đỡ. Còn mà ai mà thả sau này là chết hết, nó không còn. Cũng mong cơ quan chức năng đó thì điều coi kiểm tra coi tôm nó bị gì, có thuốc men gì trị không cho người dân nó đỡ. Chứ thả xuống mắt trắng tay chân đâu có làm được gì đâu. Không chỉ hộ anh Hiển, những hộ xung quanh cũng trong tình cảnh tương tự. Anh Hồng Quài Thanh cùng cán bộ khuyến nông huyện Thới Bình kiểm tra tình hình tôm chết trong vuông nuôi của mình. Anh Thanh thả tôm khoảng 45 ngày thì tôm chết, nên tiến hành thu hoạch ngay với hy vọng lấy lại chút đỉnh vốn liếng đầu tư cho vụ này. Tôi đặt 3 đêm thì cũng được đâu 7-8 ký, 10 ký gì đó, khoảng 1 triệu ngoài bạc thì thôi, chắc cũng không đủ tiền giống, cũng gán rồi mót rồi kiếm đủ tiền giống rồi thả lại thôi. Cái này nếu mà mình một người nó bị mà mình xả nước ra rồi cái người khác bơm vô là sẽ lây hết trong toàn bộ trong bà khu vực bà con nuôi. Dự định là cải tạo cũng thả tiếp tục. Bây giờ tới đâu thì tới, chứ giờ nếu mà mình không có thả cũng không có tôm đâu để bắt, rồi giờ cứ làm tới luôn, rồi tới đâu thì hay tới đó.
Theo phản ánh của các hộ nuôi tôm tại ấp Kinh 6, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình, thời điểm hiện tại có khoảng 80% diện tích nuôi tôm trong ấp bị thiệt hại. Đầu vụ vô thì bà con cũng xuất ra một cái số vốn để bà con để thả tôm. Thì bà con thu nhập thì chủ yếu là lúa tôm thôi. Thì mùa lúa đã vừa xong thì qua chỉ có mùa vụ tôm. Thì bà con thì tới mùa vụ tôm này thì bà con cũng trông cậy vào tôm để bắt tôm, nhưng mà mới thả được có một tháng hoặc 30 ngày tuổi gì đó là nó bị nắng hạn kéo dài rồi một số mầm bệnh lây lan. Phương diện của địa phương thì cũng nhờ cấp trên thì cũng hỗ trợ cho bà con một cái gì đó để cho bà con có động lực, cái tinh thần để bà con làm lại vụ mới. Có một số bà con đã thiệt hại thì trong đó có một số xã như Tân Bằng, Chí Lực, Chí Phải thì bà con có biểu hiện tôm là chết. Thì đặc biệt hiện nay thì qua khảo sát được trên địa bàn xã Tân Bằng thì có hộ dân nuôi là đã có tôm chết, thì biểu hiện thì có đỏ thân, có thì có những vuông thì đốm trắng. Thì về cái tình hình này thì do cái điều kiện bà con nuôi thì về cái nước thì bà con những cái dấu hiệu ban đầu thì tôm, khi tôm đã chết thì bà con không biết, bà con bơm tháo ra thì dẫn đến bà con khác bơm vào thì cái hiện tượng tôm chết nó có dấu hiệu nó sẽ lây lan, nó phát triển. Ngay sau khi nhận tin báo về tình hình tôm chết xảy ra tại ấp Kinh 6, chính quyền địa phương cùng ngành chức năng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm xác định nguyên nhân. Theo kết quả xét nghiệm mẫu tôm của diện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2, phân diện nghiên cứu thủy sản Nam Sông Hậu, tôm không có mầm bệnh, xác định nguyên nhân tôm chết là do môi trường. Chương trình thời sự của Đài Thanh truyền hình Cà Mau đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại ở những chương trình sau.